Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh tin tức Hương Kali. Thì ngay bây giờ đây, Hương xin cập nhật cái tình hình mới nhất về tình hình mưa lũ tại thành phố Thừa Thiên Huế. Thì hiện giờ thì nước đang lên rất là cao và bốn bể khắp nơi đều là nước và nước dâng lên không ngừng, không hề thấy giảm. Và thông báo từ văn phòng, từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế thấy ra thông báo là mực nước các sông lúc này là 23 giờ ngày 12 tháng 10 thì sông Hương là vào 3,18 m, ở mức báo động 3 là 0,32 m, ở sông Bồ 5,09 m, ở vực mức báo động 3 là 0,59 m, đập Thiên Long là 2,04 m, mở 15/15 cửa. Dự báo đêm nay trên địa bàn tỉnh tiếp tục mưa to nên mực nước sông Hương sẽ tiếp tục lên đến mức 3,3 m, dưới báo động 3 là 0,2 m, và sông Bồ vẫn ở mức cao. Những biến mưa lũ còn diễn ra hết sức phức tạp và mong rằng mọi người sẽ theo dõi thông tin và để kịp thời ứng phó với diễn biến của tình hình mưa lũ xảy ra. Và sau đây mời mọi người xem một số đoạn video ngắn về tình hình mưa lũ trên khắp địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.